Chào mừng các em đến với kênh thầy Liên. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi đề thi học kỳ 1 môn ngữ văn lớp 6 đề 2. Thời gian làm bài là 90 phút. Câu số 1 2 điểm. Đọc đoạn văn sau. Nhà vua lấy làm lạ cho đưa thạch sanh đến trước mặt mọi người, chàng kể hết đầu đuôi chuyện của mình, từ chuyện kết bạn với Lý Thông đến chuyện chém Trần Tinh, giết đại vàng, cứu công chúa, bị Lý Thông lấp cửa hang và cuối cùng bị bắt mang vào ngục thất. Mọi người bây giờ mới hiểu ra mọi sự. Vua sai bắt giam hai mẹ con Lý Thông, lại sao cho thạch sanh xét xử. Chàng không giết mà cho chúng về quê làm ăn, nhưng về đến nửa đường thì chúng bị sét đánh chết rồi bị hóa kiếp thành bọ hung. A. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn là gì? Thì các em thấy ở đoạn văn trên đây có nhắc đến Thạch Sanh và Lý Thông. Như vậy đoạn văn trên được trích từ văn bản Thạch Sanh. Thì các em thấy ở đây cái phương thức biểu đạt đó chính là phương thức tự sự. Như vậy thì các em sẽ trả lời như sau. Đoạn văn trên được trích từ văn bản Thạch Sanh, phương thức biểu đạt chính là tự sự. Rồi tiếp theo câu B. Trong đoạn văn trên, mẹ con Lý Thông được Thạch Sanh tha tội chết nhưng vẫn bị trời trừng trị thích đáng. Điều này thể hiện cái phẩm chất đẹp đẽ nào của chàng Thạch Sanh, đồng thời gửi gắm ước mơ gì của nhân dân ta? Thì các em thấy ở trong đoạn văn trên, mẹ con Lý Thông được Thạch Sanh tha tội chết nhưng mà vẫn bị trời trừng phạt. Như vậy thì điều này thể hiện cái lòng, thể hiện cái phẩm chất đẹp đẽ của chàng Thạch Sanh, đó là lòng thương người. Đó chính là lòng thương người, là một trong những cái phẩm chất tốt đẹp của Thạch Sanh. Đồng thời muốn gửi gắm ước mơ về sự công bằng, đó là cái thiện sẽ thắng cái ác trong cái xã hội của nhân dân ta. Như vậy thì câu B này các em sẽ trả lời như sau. Trong đoạn văn trên, mẹ con Lý Thông được Thạch Sanh tha tội chết nhưng vẫn bị trời trừng trị thích đáng. Điều này thể hiện cái lòng thương người là một trong những cái phẩm chất tốt đẹp của Thạch Sanh, đồng thời gửi gắm cái ước mơ về sự công bằng, cái thiện thắng cái ác trong cái xã hội của nhân dân ta. Rồi tiếp theo câu số 2, 3 điểm. A. Giải thích nghĩa của từ bụng trong các ví dụ sau, chỉ rõ nghĩa gốc, nghĩa chuyển. Đầu tiên là ăn cho ấm bụng. Thì các em thấy từ bụng trong câu đầu tiên, trong ví dụ đầu tiên này, ăn cho ấm bụng, tức là bụng mật, bụng câu này là chỉ bộ phận của cơ thể người hoặc là động vật chứa ruột và dạ dày. Rồi tiếp theo, bạn ấy rất tốt bụng, thì các em thấy cái câu này có ý nghĩa như, có nghĩa như thế nào? Nó có nghĩa chuyển. Chuyển thì ở đây nó là biểu tượng của cái ý nghĩa sâu kín, không bộc lộ ra đối với người Việt nói chung. Như vậy thì từ ví dụ từ bụng ở ví dụ 2 này biểu tượng của cái ý nghĩa sâu kín, không bộc lộ ra đối với người Việt nói chung. Như vậy từ bụng số 2 này có là từ bụng có nghĩa chuyển. Rồi tiếp theo, ví dụ tiếp theo, chạy nhiều bụng chân rất săn chắc. Thì từ bụng ở ví dụ này là cái phần, nói về cái phần phình to ở giữa của một số đồ vật, sự vật. Như vậy thì từ bụng này ở ví dụ này nó là nghĩa chuyển. Như vậy thì các em sẽ trả lời câu A này như sau. Bụng một, tức là từ bụng của ví dụ 1 á, dùng với nghĩa gốc chỉ bộ phận cơ thể người hoặc động vật chứa ruột dạ dày.
Bụng hai, nghĩa chuyển biểu tượng của ý nghĩa sâu kín, không bộc lộ ra đối với người, việc nói chung. Tiếp theo bụng ba, nghĩa chuyển phần hình to ở giữa của một số đồ vật, sự vật. Rồi tiếp theo câu B, cho biết các từ bụng nghĩa chuyển đó được chuyển nghĩa theo phương thức nào, tức là từ bụng 2 và bụng 3 thì dùng với cái nghĩa chuyển thì chuyển theo cái phương thức đó là ẩn dụ. Rồi tiếp theo câu số 3. 5 điểm. Lớp em có rất nhiều bạn biết phấn đấu vươn lên, học tập tốt, trở thành tấm gương sáng cho các bạn noi theo. Hãy kể về một tấm gương tốt trong cái trong học tập như thế ở lớp em. Thì như vậy ở câu số 3 này, tức là các em sẽ kể về một cái tấm gương tốt trong học tập ở trong cái lớp em, tức là lớp em cái gương tốt này đó là cái gương tốt của nhiều bạn biết phấn đấu vươn lên học tập tốt trở thành tấm gương sáng cho các bạn noi theo. Thì điều đầu tiên các em sẽ là lập cho mình một cái dàn ý, rồi sau đó các em sẽ dựa vào đó để mà kể về một tấm gương để làm cho câu số 3 này. Thì đầu tiên, chị Yến thì đầu tiên mở bài, các em sẽ giới thiệu chung về người bạn. Người bạn đã trở thành tấm gương học tập tốt cho nhiều bạn noi theo. Xem phần thân bài, kể về ngoại hình của bạn, tên tuổi, hình dáng, mái tóc, khuôn mặt, vân vân. Kể về những cái biểu hiện cụ thể về việc phấn đấu vươn lên, học tập tốt của nhân vật ở đây. Rồi tiếp theo là kể về những cái biểu hiện cụ thể đó là luôn thực hiện nghiêm túc nội quy quy định của trường lớp, cần cù chăm chỉ, chuẩn bị bài đầy đủ có chất lượng, trong giờ học chú ý nghe giảng, hăng hái phát biểu xây dựng bài, ghi chép bài khoa học sạch sẽ đầy đủ, luôn biết tận dụng thời gian học tập một cách hợp lý, có phương pháp học tập khoa học sáng tạo, biết khắc phục mọi khó khăn nảy sinh trong cuộc sống để vươn lên học tập tốt, luôn cởi mở với bạn bè hay giúp các bạn trong lớp. Đây là phần thân bài. Tiếp theo là phần kết bài, thì các em sẽ nêu cái cảm nghĩ về bạn, tự hứa với mình là phải cố gắng học tập theo gương bạn. Rồi như vậy thì đây là cái phần gợi ý về phần dàn ý cho cái bài kể chuyện của mình. Thì sau đây các em sẽ xem phần bài tham khảo như sau. Ở trường em, không ai là không biết đến Lê. Một cô gái không chỉ chăm ngoan, học giỏi mà còn luôn quan tâm, giúp đỡ bạn bè. Lê mồ côi cha mẹ nên sống với ông bà từ nhỏ. Thương ông bà đã già rồi nhưng vẫn còn vất vả làm lụng nuôi mình. Ngoài giờ học, Lê luôn dành thời gian dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, rửa bát, giặt áo quần. Mọi việc nhà cậu ấy đều làm hết cả. Thậm chí vào mùa gặt, mùa cấy, cậu ấy còn ra ruộng để phụ giúp ông bà nữa. Tuy vậy, việc học tập của Lê vẫn đạt thành tích vô cùng tốt. Chẳng bao giờ em thấy Lê bị cô giáo nhắc nhở vì không làm bài tập về nhà hay đi học trễ cả. Lúc nào cậu ấy cũng học tập hết sức chăm chú và nghiêm túc. Lê bảo cậu ấy phải cố gắng học thật giỏi để ông bà vui lòng, và còn để tương lai lớn lên có thể kiếm thật nhiều tiền đỡ đần cho ông bà. Vì dành hết thời gian để học tập và phụ giúp gia đình nên hầu như chẳng mấy khi Lê đi chơi cùng bạn bè. Thế nhưng Lê vẫn rất được mọi người yêu quý.
bởi cậu ấy vừa hiền lành lại còn tốt bụng. Bạn nào hỏi bài hay nhờ việc gì, Lê cũng đều sẵn sàng giúp đỡ. Đặc biệt, cậu ấy còn rất thẳng thắn và trung thực. Nếu trong lớp có ai cãi nhau, mọi người đều nhờ Lê, đều sẽ nhờ Lê ra can ngăn. Tất cả những điều đó đã khiến Lê thực sự trở thành con người, trở thành con nhà người ta trong câu nói của mọi người. Mỗi ngày em luôn rất vui khi được làm bạn với một người bạn học sinh, một người học sinh tuyệt vời như Lê. Cậu ấy chính là cái tấm gương sáng để em phấn đấu noi theo từng ngày. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi đề thi học kỳ 1, ngữ văn 6. Như vậy thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.